Hai mọi người ơi, Giang đang ở một trong những căn hộ luxury của dự án Đời Sống Vũng Tàu, cực kỳ là đẹp đúng không mọi người? Và cái cửa này là cửa view biển nha mọi người, cực kỳ là đẹp luôn. Đây là không gian phòng ngủ chính nè. Anh chị nào muốn mà sở hữu một căn này để khai thác cho thuê ngay á thì liên hệ với Giang qua số điện thoại 0914245885. Giang sẽ chọn cho mọi người một căn, tại vì dự án của chúng ta sắp bàn giao rồi. Mọi người mua là mọi người chỉ việc khai thác cho thuê ngay luôn. Cực kỳ là đẹp đúng không ạ? Không gian thiết kế thoáng như vậy và đẹp như vậy, tại sao mình không sở hữu ngay? Và mình di chuyển các phòng khách mọi người á, đây là khu vực không gian phòng khách nè, thoáng cực kỳ. Ở đây có một cái ban công luôn, ban công thì mình ngồi mình view biển, có nghĩa là mình ngồi ở sofa, mình chỉ cần mở mở toang cánh cửa ra là mình nhìn view trực diện biển luôn nha. Không gian cửa lùa cực kỳ là rộng và thoáng luôn. Và Giang xin mời mọi người di chuyển ra phòng ngủ số 2. Phòng ngủ số 2 cực kỳ là thoáng nha mọi người. Đây là phòng ngủ dành cho những cái bé trai nè, đó thiết kế mà sau này cho thuê một cái gia đình mà gồm 5 thành viên á, thì gồm bố mẹ, hai bé trai, một bé gái, thì mình chọn căn này rất ưng ý luôn. Thì căn này là view nó có một cái cửa sổ nè, thoáng cực kỳ, là view trực diện ra cái phần lô gia và di chuyển ở bên ngoài luôn nha mọi người. Rồi bây giờ này sẽ coi qua một cái phòng ngủ của baby nữ. Rồi các bé nữ sẽ thích, rất là thích cái căn này luôn. Vì sao? Căn này là thiết kế một cái tông màu cực kỳ là đẹp, và trong căn này nó có một cái nhà vệ sinh riêng cho cái căn này luôn nha mọi người. Di chuyển vào trong coi nè, đó đó, và có cái tủ luôn nè, trong tủ vừa là tủ vừa là gương soi nha mọi người. Đó, nó có ba cửa tủ nha mọi người, đó đúng đẹp mà. Rồi và thương hiệu của cái tủ này với lại cái những cái phụ kiện vệ sinh đó đến từ Hubler của Đức và Kata của Anh Cường, và ở trên đây nó tặng cho cái chủ nhà một cái hệ thống tủ bếp đến từ Kata đó của Anh Cường và Hubler của Đức mọi người nhé. Đây là đó cái bếp Hubler nè, máy móc Hubler và bồn rửa Hubler luôn. Ở đây mọi người có thể đặt một cái bàn ăn ở đây đó. Rồi sau này mọi người khi mà ở một căn dự án Đời Sống Vũng Tàu, mọi người không cần phải đi mua đi ra ngoài ăn uống bên ngoài nữa, mà có thể mua những cái hải sản tươi sống, sau đó mình về mình tự chế biến luôn và mình đưa ra ăn, nó vừa sạch vừa an toàn và vừa rẻ mọi người nhé. Vâng rồi, vâng, ở đây nó có một cái nhà vệ sinh chung nha mọi người, nó có hai nhà vệ sinh nha, đó cực kỳ là thoáng luôn đó đúng không ạ. Rồi mọi người nào muốn sở hữu ngay một căn này hoặc là sau này muốn thuê á, thì vui lòng liên hệ với Giang qua số điện thoại 0914245855. Giang hỗ trợ cho thuê tại đây luôn. Rồi hẹn gặp lại mọi người đi du lịch tại dự án Đời Sống Vũng Tàu. Muốn trải nghiệm biển Vũng Tàu thì hãy đến Đời Sống mọi người nhé. Xin chào mọi người.